Thưa quý vị, chuyên đề Hành trình kỳ diệu kỳ trước, chúng tôi đề cập đến phương pháp điều trị hiếm muộn phổ biến hiện nay là thụ tinh nhân tạo IUI hoặc thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Sự thành công của một ca thụ tinh trong ống nghiệm phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố, trong đó kiểm soát chất lượng trong IVF là một nhiệm vụ rất quan trọng để đảm bảo sự vận hành tối ưu của quy trình IVF lâm sàng. Qua đây, đảm bảo tính đồng nhất trong phòng thí nghiệm, từ đó nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị hiếm muộn, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Quản lý chất lượng trong hỗ trợ sinh sản cũng là chủ đề của chương trình Hành trình kỳ diệu lần này. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Bệnh viện Quốc tế Phương Châu thực hiện. Trước tiên, mời quý khán giả cùng theo dõi ghi nhận thực tế của phóng viên Duy Anh. Thưa quý khán giả, Duy Anh đang có mặt ở khu thủ thuật của khoa hiếm muộn Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Và khi đến với khu này thì bắt buộc Duy Anh phải đội nón cũng như là thay áo choàng đã được tuyệt trùng. Và đây là một trong những cái khu được đầu tư trang thiết bị rất là hiện đại để quản lý chất lượng và hỗ trợ sinh sản đối với bệnh nhân. Như vậy thì để hiểu hơn về việc quản lý chất lượng trong hỗ trợ sinh sản là như thế nào thì chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ ngay sau đây. Khái niệm về quản lý chất lượng nó không mới. Nó đã xuất hiện từ những năm 20 của thế kỷ trước rồi. Tuy nhiên nó là một cái công cụ hỗ trợ đắc lực cũng như là một cái văn hóa mình thường gặp trong cái lĩnh vực công nghệ cũng như dịch vụ nhiều hơn. Hiện tại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản nói chung cũng như là hỗ trợ sinh sản nói riêng, tiêu chuẩn và những khái niệm về quản lý chất lượng ngày càng được phổ biến hơn. Hoạt động của một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên nền tảng 8 nguyên tắc cơ bản. Đầu tiên, quản lý chất lượng phải hướng tới khách hàng, người nhà cũng như là nhân viên hoạt động ở trong khoa. Cái thứ hai, ban lãnh đạo của khoa là phải có cái tầm nhìn, xây dựng cái văn hóa cũng như là khuyến khích hoạt động quản lý chất lượng này. Cái thứ ba là cái yếu tố tiên quyết đó, là phải có sự tham gia của tất cả các nhân viên luôn. Chúng ta cùng chung tay thực hiện thì mới được. Cái thứ tư, chúng ta phải tiếp cận dựa theo những cái quy trình hoạt động được ban hành, quy định rõ ràng, tuân thủ đúng như vậy. Thứ năm, chúng ta sẽ tiếp cận theo hệ thống, chứ không phải đánh giá từng cá nhân riêng lẻ. Thứ sáu là mình sẽ quan tâm về cải tiến liên tục. Tất cả nhân viên phải xem cái quản lý chất lượng này là một cái quá trình và không có đích đến, mình phải cải tiến liên tục hoài. Cái thứ bảy là những cái quyết định của mình đưa ra phải có chứng cứ số liệu rõ ràng, chứ không phải dựa vào cảm tính. Và cuối cùng chúng ta sẽ xây dựng một cái văn hóa, những cái mối quan hệ có lợi giữa các bên liên quan. Thông qua đó mình cũng thấy rằng là hoạt động quản lý chất lượng không dừng lại ở việc đánh giá những hoạt động của các thiết bị có hoạt động được tốt, có hoạt động được trơn tru chính xác hay không, mà quản lý chất lượng còn hướng tới xây dựng một cái hệ thống đánh giá có chuẩn so sánh rõ ràng, trang bị thêm những cái thiết bị về nhận diện, giảm những cái sự cố rủi ro, và cuối cùng là khách hàng sẽ là người nhận được cái lợi ích từ cái việc quản lý chất lượng này thông qua tăng cái tỷ lệ thai, tăng tỷ lệ thành công, tăng tỷ lệ hài lòng. Ở phòng năm học này thì Duy Anh thấy có rất là nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những chức năng của các loại máy này ạ? Đối với phòng năm học thì thật ra những cái trang thiết bị cũng tương đối cơ bản thôi. Trong phòng lab sẽ có nhiều những cái trang thiết bị hơn. Thì tôi xin giới thiệu sơ qua. Ví dụ như đây là hệ thống những cái kính hiển vi để mình có thể kiểm tra đánh giá chất lượng tinh trùng. Kế bên đây là hệ thống về tủ ấm để cho tinh trùng có thể ly giải ra, cũng như là bảo quản những cái mẫu tinh trùng trước khi bơm, hạn chế tối đa cái việc tinh trùng ảnh hưởng đến chất lượng, ví dụ như chết nhiều hơn. Bên đây có bạn kỹ thuật viên đang thao tác, đó là cái tủ thực hiện thao tác. Ví dụ như tinh trùng thì khi mình lấy ra trong cái tủ này nó có được kiểm soát, ví dụ có vấn đề về không khí, những cái bụi và cái môi trường tốt nhất để cho ra những cái kết quả chính xác nhất. Thưa quý khán giả, chỉ ít phút có mặt ở phòng nam học của bệnh viện thì có thể thấy nơi đây được đầu tư trang thiết bị rất là hiện đại như là máy xét nghiệm. Rồi bên cạnh Duy Anh đây thì là tủ ấm giúp cho việc trữ tinh trùng cũng như là xét nghiệm tinh trùng của người nam. Và với sự nhiệt tình của các y bác sĩ cũng như là trang thiết bị được đầu tư hiện đại thì bệnh viện là nơi chấp cánh ước mơ cho rất là nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Qua ghi nhận thực tế của đồng nghiệp chúng tôi tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, có thể thấy quản trị chất lượng thụ tinh trong ống nghiệm đóng một vai trò quan trọng.
Mặc dù có rất nhiều trường hợp thành công và hàng triệu em bé ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm trên thế giới, nhưng giới đặc thù của kỹ thuật điều trị, nhiều trường hợp vẫn quài mông con do điều trị thất bại. Việc thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm hạn chế sai sót xảy ra, đảm bảo tăng tỷ lệ thành công và nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân. Thời gian qua, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu áp dụng có hiệu quả phương pháp này trong hỗ trợ sinh sản, tạo niềm tin cho khách hàng. Mỗi ngày, khoa hiếm muộn Bệnh viện Quốc tế Phương Châu tiếp nhận gần 100 khách hàng đến ghe tư vấn. Tùy sức khỏe và điều kiện kinh tế, các cặp đôi cân nhắc lựa chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo IUI hoặc thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Trải qua các bước khám, thử báo, canh thời điểm phù hợp, người nữ được hướng dẫn để hút trứng, còn người nam được lấy tinh trùng. Sau đó, tinh trùng được lựa chọn để tiêm trực tiếp vào trứng và nuôi cấy bên ngoài tạo thành phôi. Dù là trứng, tinh trùng hay phôi thì kích thước rất nhỏ nên không thể quan sát bằng mắt thường. Do vậy, việc nuôi dưỡng cực kỳ khó khăn. Trải qua thời gian nuôi cấy bên ngoài cơ thể người mẹ, khả năng sống và phát triển của noãn, tinh trùng và phôi chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố như hệ thống và môi trường nuôi cấy, các thao tác của chuyên viên phôi học, cũng như chất lượng không khí bên ngoài của phòng thí nghiệm. Do vậy, các khâu kiểm soát chất lượng là nhiệm vụ rất quan trọng để đảm bảo sự vận hành tối ưu của quy trình thụ tinh trong ống nghiệm, đảm bảo kết quả điều trị hiếm muộn. Trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản thì kỹ thuật điều trị thụ tinh trong ống nghiệm là một cái kỹ thuật tương đối phức tạp và số chu kỳ điều trị hiện tại càng ngày càng được tăng cao lên. Thì cái quá trình điều trị kéo dài tầm khoảng 2 đến 3 tuần và có sự tham gia của nhiều nhân sự trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Đòi hỏi chúng ta phải chuẩn hóa những cái quy trình để đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, cái sản phẩm đã được tạo ra đó là phôi người. Ngoài vấn đề quan tâm về kỹ thuật, thì những vấn đề về văn hóa, về đạo đức, về tôn giáo, pháp lý cũng được đặt ra. Quản lý chất lượng ra đời để nhằm phục vụ những cái vấn đề đó và quản lý chất lượng là không thể thiếu. Về nhân lực, nhân sự, đòi hỏi phải có những cái chứng chỉ, chứng nhận nhất định tại vị trí làm việc, đồng thời phải trải qua hoạt động đào tạo liên tục, cập nhật, nâng cao kiến thức, hoạt động theo những cái quy trình chuẩn hóa đã được đưa ra để tất cả những cái nhân sự tại vị trí đó đều thực hiện được và đảm bảo được cái tỷ lệ thành công. Thứ hai nữa, về những trang thiết bị thì đầu tư là những cái trang thiết bị kỹ thuật cao, ví dụ như những cái tủ nuôi cấy phôi, tủ theo dõi cái hoạt động phôi phát triển liên tục, những cái tủ thao tác cũng như là những cái hệ thống báo động, ví dụ như có xảy ra cái tình trạng bất thường gì đó trong cái quá trình nuôi cấy phôi thì cũng sẽ được ghi nhận và xử trí sớm liên tục. Ngoài ra, để đảm bảo trứng tinh trùng được theo dõi và phôi được phát triển tốt thì cái môi trường cũng phải được kiểm soát chặt chẽ, ví dụ như là hệ thống phòng sạch để kiểm soát được những cái bụi mịn, đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, pH, oxy, CO2 chẳng hạn. Trong quản lý chất lượng, các chứng nhận đạt chuẩn quốc tế là tấm vé thông hành bên cạnh khẳng định sự đầu tư của các trung tâm và chứng minh tài nghề của đội ngũ y bác sĩ. Điều quan trọng là người bệnh khi được hỗ trợ điều trị bằng các thiết bị tiên tiến, góp phần rất lớn vào sự thành công của một chu kỳ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Chứng nhận chất lượng là một quá trình kiểm định đánh giá chất lượng của một trung tâm theo các bộ tiêu chí đã được đưa ra và thường là mang tính quốc tế. Thì trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản có nhiều bộ tiêu chuẩn, từ tiêu chuẩn 83 tiêu chí của Bộ Y tế, tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện quốc tế là tiêu chuẩn JCI, và riêng đối với lĩnh vực hỗ trợ sinh sản thì chúng ta có bộ tiêu chuẩn thực hành ATAC. Đây là bộ tiêu chuẩn được đưa ra từ cái Ủy ban kiểm định chứng nhận chất lượng về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản của Hiệp hội Sinh sản Úc. Để đạt được cái chứng nhận này thì đòi hỏi cái trung tâm phải chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, trang thiết bị, những cái hệ thống theo dõi. Khi mà chuẩn bị xong rồi đó, chúng tôi phải tự kiểm định. Nếu thấy đạt chuẩn rồi đó thì mới mời một cái bên kiểm định thứ ba qua để đánh giá khách quan. Sau khi đánh giá nếu đạt theo tiêu chuẩn thì mình sẽ được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên cái giấy chứng nhận này không phải là có hiệu lực vô thời hạn, sẽ chỉ có hiệu lực trong 3 năm thôi. Và mỗi năm chúng tôi sẽ được đánh giá lại định kỳ và sau 3 năm sẽ phải được đánh giá lại tổng quát một lần nữa. Nếu mà đạt đủ cái tiêu chuẩn, ví dụ như có những cập nhật mới hơn gì của tiêu chuẩn quốc tế thì chúng tôi cũng vẫn phải đạt được, thì lúc đó mới tái cấp chứng chỉ được. Đó.
Thì từ đó nếu một cái trung tâm mà đạt được những cái tiêu chuẩn quốc tế như thế này thì cái chất lượng, cái hiệu quả điều trị cũng như những cái vấn đề liên quan ví dụ như quản lý sự cố rủi ro, chống nhầm lẫn đều được kiểm soát tốt nhất có thể. Quản trị chất lượng là một trong các tiêu chí bắt buộc phải có để một trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm có thể hoạt động. Với hệ thống trang thiết bị được đầu tư và thiết kế theo cách tự động, việc thực hiện kiểm soát chất lượng trong IVF cho phép phát hiện sai lệch bởi chỉ cần một khâu có sự cố sẽ ảnh hưởng đến cả quy trình. Quản trị chất lượng là hệ thống toàn diện từ khâu đầu vào đến đầu ra, tránh những sai sót, mang đến hiệu quả cao trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Ngày nay, bên cạnh hiệu quả điều trị vô sinh hiếm muộn, thì các trải nghiệm khi tới thăm khám tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản như cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ cũng được các cặp vợ chồng quan tâm và chú trọng hơn. Nắm bắt tâm lý này, IVF, các trung tâm hỗ trợ sinh sản triển khai và áp dụng kỹ thuật mới, tỷ lệ thành công cao, giảm các nguy cơ rủi ro cũng như nâng cao chất lượng của các dịch vụ đi kèm. Hơn 10 năm hoạt động, khoa hiếm muộn IVF Phương Châu tư vấn điều trị cho hơn 32.000 cặp gia đình với tỷ lệ thành công khoảng 74%. Khoa chào đón hơn 4.000 em bé chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Đây là nơi đồng hành khách hàng đi tìm mầm xanh sự sống. Hệ thống nuôi cấy phôi được Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đầu tư nhiều năm nay. Đây là bước quan trọng trong quá trình thực hiện thụ tinh ống nghiệm IVF, có yếu tố quyết định đến việc nâng cao tỷ lệ thành công của một chu trình thực hiện hỗ trợ sinh sản, để tăng hiệu quả hoạt động ở mức cao nhất. Hệ thống tủ nuôi cấy time-lapse tích hợp camera tự động, camera quan sát liên tục và đánh giá được các phôi có kiểu phân chia bất thường như phân chia trực tiếp, phân chia ngược, giúp chuyên viên phôi học tiên lượng phôi có tiềm năng phát triển cao nhất đến giai đoạn phôi nang và chọn lựa phôi có tiềm năng phát triển tốt nhất để chuyển vào tử cung người mẹ. IVF Phương Châu rất vinh dự là trung tâm đầu tiên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa đạt được tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện JCI và tiêu chuẩn ATAC riêng về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Khi một trung tâm đạt được những cái tiêu chuẩn quản lý chất lượng như thế thì bệnh nhân sẽ được hưởng lợi rất là nhiều, bởi vì những cái quy trình chuyên môn cũng như những cái dịch vụ đi kèm đều được kiểm soát quản lý chặt chẽ, từ đó tỷ lệ thành công cao và ổn định luôn được duy trì. Ngoài ra, việc kiểm soát chặt chẽ từ những quy trình thăm khám và điều trị giúp giảm tối đa những nguy cơ biến chứng, ví dụ như đa thai, quá kích buồng trứng. Đồng thời, nhân viên được đào tạo liên tục, nâng cao cái trình độ chuyên môn. Các góp ý của khách hàng đều được lắng nghe, ghi nhận và giải quyết thỏa đáng. Thì từ đó, từ sự hài lòng của khách hàng, tỷ lệ thành công cao, thì đó là một động lực để giúp trung tâm có thể phát triển liên tục và bền vững trong tương lai. Sự kết hợp mô hình time-lapse và chuyển đơn phôi giúp tăng hiệu quả an toàn trong điều trị, tăng tỷ lệ phôi làm tổ và mang thai, tăng tỷ lệ trẻ sinh sống khỏe mạnh, giảm tỷ lệ sảy thai trong thụ tinh trong ống nghiệm, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị cho người bệnh. Những hình ảnh và thông tin về quá trình phát triển phôi sẽ được lưu trữ và gửi tặng cho bệnh nhân, giúp tăng trải nghiệm của người bệnh. Khi vô khám á, trước tiên là bác sĩ điều dưỡng và các chị hộ lý trong đó đều hiểu được tâm lý và động viên mình, rồi kêu mình hít thở sâu, hít sâu thở đều vô là mình làm cho cảm giác mình hết sợ. Rồi cái thao tác của bác sĩ thì rất nhẹ nhàng, không có làm cho mình áp lực khi vô khám phụ khoa. Còn nói về máy móc thì chị thấy là công nghệ máy móc là tiên tiến hiện đại. Thì chị đặt niềm tin ở khoa IVF và sẽ mong là cái mong ước của mình sẽ được gần hơn như cái lời cam kết của IVF là mong ước của mình sẽ gần hơn. Mấy bạn nhân viên hay là những cái anh chị ở đây cứ liên tục hỏi về cái thông tin cá nhân, cứ qua mỗi một quầy cứ hỏi về họ tên, hỏi về ngày tháng năm sinh, rồi xuất trình giấy tờ tùy thân, người rất là lu bu, mình rất là khó chịu. Sau khi mà nghe bác sĩ tư vấn rồi thì mình cảm giác là cái vấn đề đó nó lại giúp ích cho mình rất là nhiều sau này á, bởi vì
Khi mà qua mỗi một cái trạm như vậy đó, mấy bạn hỏi kỹ ra thông tin thì nó sẽ tránh nhầm lẫn những cái kết quả, cũng như là tránh về cái việc mà lấy mẫu nhầm người chẳng hạn. IVF Phương Châu từng điều trị những trường hợp khó có con tự nhiên như nam giới không xuất tinh được hoặc không có tinh trùng trong tinh dịch, còn nữ giới bị các vấn đề như u lạc nội mạc tử cung, đa nhân xơ tử cung, vô kinh nhiều năm, phụ nữ mãn kinh, suy buồng trứng sớm. Nhờ việc can thiệp quản trị chất lượng, hỗ trợ sinh sản, giúp tăng tỷ lệ thành công cho bệnh nhân. IVF Phương Châu là một trong những trung tâm được xếp vào top đầu ở nước ta, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý chất lượng, giúp nâng cao hiệu quả của một chu trình thụ tinh ống nghiệm, mang lại những dịch vụ tốt nhất cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Đích đến cuối cùng là giúp các cặp đôi có được những đứa con khỏe mạnh. Chuyên đề Hành trình kỳ diệu do Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang phối hợp Bệnh viện Quốc tế Phương Châu thực hiện đến đây là hết. Những thắc mắc cần bác sĩ tư vấn, quý vị thông tin đến chúng tôi qua email hành trình kỳ diệu a@gmail.com. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.